xưa của mỗi người. Kỳ nghỉ hè luôn để lại dấu ấn không thể phai mờ với những trò chơi đầy thú vị, những chuyến du lịch kỳ thú, và đặc biệt là những thỏa thích của những trang sách, kho tàng tri thức, và cũng là người bạn không thể thiếu của mỗi người. Chính vì vậy, cùng việc tổ chức phố sách xuân của Hội sách Hà Nội, Hội sách thiếu nhi được tổ chức hàng năm, và từ năm 2017 sẽ hoạt động chuyên đề trong tháng 6 tại phố sách Hà Nội, sẽ đem đến cho các em thiếu nhi nhi đồng sự khởi đầu một mùa hè đầy ý nghĩa, giúp các em thêm yêu sách và say mê đọc sách. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng và triển khai hiệu quả quyết định số 284 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam, hướng tới xây dựng xã hội học tập qua việc phát triển phong trào đọc sách và tôn vinh văn hóa đọc của thế hệ trẻ từ gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần xây dựng Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hội sách thiếu nhi năm 2017 được tổ chức từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 tại phố sách Hà Nội, đồng hành cùng 16 đơn vị đang hoạt động tại phố sách, có sự góp mặt của nhà sách thân thiết với các em thiếu nhi đồng.